Xin chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Vua Đầu Bếp được tổ chức hàng năm và đây là vòng chung kết giữa hai đầu bếp hàng đầu. Xin giới thiệu với các bạn Vua Đầu Bếp Jungkook 35 liền đạt chức vô địch và phụ bếp Minh Mập. Còn đây là Cu Thấp, một đầu bếp mới nổi và phụ bếp Harry. Ngày hôm nay liệu Jungkook sẽ giữ vững ngôi vô địch hay sẽ bị Cu Thấp đánh bại? Xin tất cả mọi người hãy chú ý và theo dõi cuộc thi tài ngày hôm nay. Giới thiệu với mọi người đội ngũ ban giám khảo, đó chính là những nhân vật rất nổi tiếng được đánh giá là có chiếc lưỡi vàng trong làng ẩm thực. Ẩm thực gia Thơ Nguyễn, ẩm thực gia Tiểu Bảo Bảo, ẩm thực gia Suga, ẩm thực gia Jisoo. Chủ đề của cuộc thi năm nay chúng ta đó sẽ là món ăn từ thịt vịt. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cuộc phỏng vấn ngắn với hai đầu bếp. Thưa đầu bếp Jungkook, hôm nay anh sẽ làm món ăn gì từ vịt? Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thưởng thức món vịt bát bảo do tôi sáng chế ra. Thưa đầu bếp Cu Thóc, hôm nay anh sẽ làm món ăn gì từ vịt? Hôm nay tôi sẽ làm món tủ của tôi, món vịt càn khôn. Đây là món ăn cực kỳ ngon. Tôi chắc chắn hôm nay sẽ xoán ngôi vô địch của đầu bếp Jungkook và lên thay cậu ta. Vâng thưa quý vị, thời gian của chúng ta sắp hết. Cả hai đầu bếp đang thực hiện công đoạn cuối cùng. Thời gian đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng món ăn của hai đầu bếp và đến với đánh giá của ban giám khảo. Đầu tiên là món vịt càn khôn của Cu Thóc. Ngon, thật là ngon quá đi. Đầu bếp Cu Thóc đã sử dụng mật ong và lá mắc mật quay nguyên con vịt, sử dụng kỹ thuật lửa nướng chậm, khiến cho thịt vịt được chín đều và giữ được độ nóng rất lâu. Đúng vậy, không những thế, gia vị để ướp vịt cũng rất là đặc biệt, có một mùi thơm dịu nhẹ, rất là dễ chịu. Còn nữa, miếng thịt vịt khi ăn rất là vừa đậm đà, khiến cho vị giác được kích thích. Cuối cùng là sự bài trí hài hòa của món ăn đã tăng thêm phần hấp dẫn của món ăn. Xin chúc mừng đầu bếp Cu Thóc, món vịt càn khôn rất ngon. Tiếp theo chúng ta sẽ mời ban giám khảo lên thử món ăn vịt bát bảo của Vua Đầu Bếp Jungkook. Quá ngon, thật không thể tưởng tượng được, tôi như đang lạc vào một rừng hoa. Sự kết hợp của hương thơm các loài hoa một cách khéo léo. Đúng vậy, không những thế, anh ấy đã sử dụng 8 loại gia vị khác nhau cho chúng ta một cảm giác muốn ăn không ngừng. Ngoài ra, đây là kỹ thuật làm chín vịt từ bên trong, cho lên lớp vỏ ngoài giòn tan, còn thịt bên trong thì mềm và ngọt, quả thật là quá ngon. Phần đánh giá trang trí món ăn của Jungkook cũng rất hoàn hảo. Vâng thưa các bạn, quả là một cuộc thi ngang tài ngang sức. Bây giờ trên tay tôi là kết quả cuối cùng. Người chiến thắng đó chính là Vua Đầu Bếp Jungkook. Anh ấy đã giữ vững danh hiệu Vua Đầu Bếp 4 năm liền. Hoan hô! Sắp tới cuộc thi Vua Đầu Bếp năm nay rồi. Tức quá đi mất, chúng ta năm nào cũng bị thua. Tôi nghĩ chúng ta có cố gắng bao nhiêu thì cũng vẫn sẽ thua thôi. Trong cuộc thi năm nay, chúng ta nên dùng kế. Hả? Nói vậy là cô đã nghĩ ra được kế gì rồi đúng không? Đúng vậy, tôi đã điều tra rồi. Người phụ bếp của Jungkook chính là Minh Mập. Cô ta khá là ngốc nghếch. Và đặc biệt, cô ta đang yêu đơn phương Jungkook. Tôi đã mua được một loại thuốc đặc biệt. Thuốc này chỉ cần uống trong một tuần sẽ khiến người bị uống mất vị giác mãi mãi. Ha ha, cô quả là thông minh. Xin chào cô gái xinh đẹp. Ông đạo sĩ, ông thấy tôi xinh đẹp sao? Đúng vậy, có phải là cô đang yêu đơn phương đúng không? Sao ông lại biết? Cô có muốn người cô yêu cũng yêu cô không? Có chứ, bây giờ tôi phải làm thế nào? Cô phải làm đúng theo những gì tôi nói. Tôi sẽ cho cô một gói thuốc. Đây là loại thuốc yêu, không màu, không mùi, không vị, đảm bảo không ai phát hiện ra. Cô chỉ cần cho người đó uống trong vòng một tuần. Xin chào Jungkook, anh đang luyện tập cho cuộc thi Vua Đầu Bếp sắp tới đúng không? Tôi đang tập làm món cá vượt Long Môn. Đã một tuần trôi qua rồi mà tại sao Jungkook vẫn chưa yêu mình? Trời ơi, có chuyện gì vậy Jungkook? Tôi đã bị mất hết vị giác rồi. Hà, tại sao lại như vậy? Không lẽ là do thuốc đó? Cô nói thuốc đó là sao? Tôi xin lỗi Jungkook, tôi đã bị lừa. Có một kẻ đạo sĩ cho tôi một gói thuốc, nói đó là thuốc yêu. Tôi không có ý hại anh đâu. Cô thật là ngốc quá đi. Tôi không cần cô làm phụ bếp nữa. Cô hãy đi đi. Xin lỗi Jungkook, tôi đi đây. Vâng thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ tới với cuộc thi Vua Đầu Bếp năm nay với hai đầu bếp quen thuộc Jungkook và Cu Thóc. Giới thiệu với các bạn, ban giám khảo của chúng ta Thơ Nguyễn, Tiểu Bảo Bảo, Suga, Jisoo. Chủ đề của năm nay chúng ta sẽ là món ăn làm từ cá. Năm nay tôi sẽ làm món cá vượt Long Môn. Còn tôi, năm nay sẽ làm món sushi cá ngừ hoàng đế.
Hết thời gian, xin mời các vị khán giả. Trước tiên là món cá vượt Long Môn của Trung Quốc. Trời ơi, món ăn gì mà mặn vậy? Đúng vậy, còn tanh nữa. Thịt cá chín quá, lát hết cả rồi. Vâng, thưa quý vị khán giả, kết quả của cuộc thi đã được định đoạt ngay sau khi ban giám khảo lên thử món ăn của Trung Quốc. Có tin đồn cậu ấy đã bị mất vị giác, và có lẽ đó đúng là sự thật. Vua đầu bếp năm nay của chúng ta sẽ là Cu Thóc. Sau khi tôi mới mất danh hiệu vua đầu bếp, tôi đã mất hết tất cả, từ tiền tài, địa vị, danh vọng. Nhưng những thứ ấy không đau khổ bằng việc mất đi vị giác. Tôi không còn có thể nếm được món ăn nữa. Tôi không biết nó có vị như thế nào, có mùi thơm ra sao. Và tôi lang thang nay đây mai đó là một kẻ ăn mày. Cho tới một ngày. Chào anh, chắc anh đói lắm rồi đúng không? Hãy ăn bát súp này đi. Cô là ai vậy? Tôi là một chủ quán ăn nhỏ gần đây. Tôi thấy mấy ngày nay anh không ăn gì rồi. Cứ như vậy anh sẽ chết đói mất. Tôi giờ đây đã không còn biết mùi vị của thức ăn nữa rồi. Cho lên, tôi không muốn ăn. Mà khoan đã, mùi thơm sao? Hãy đưa cho tôi món súp của cô. Ngon quá, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được mùi vị thức ăn. Ai đã dạy cho cô lấy món súp này vậy? Cô có thể dẫn tôi tới gặp người đó được không? Cậu hãy đưa tay đây, tôi sẽ bắt mạch cho. Đúng như tôi nghĩ, cậu đã trúng phải một loại thuốc độc. Loại thuốc này không mùi, không màu, không vị. Nếu uống liên tục trong vòng một tuần, sẽ mất vị giác. Vậy thưa bà, có cách nào có thể chữa khỏi được không ạ? Cậu rất là may mắn. Trước đây ta cũng bị đối thủ dùng trò bị ổi này. Sau đó ta dùng toàn bộ thời gian nghiên cứu thuốc giải. Thuốc giải chính là món súp cháu gái ta cho cậu ăn. Chỉ cần cậu ăn món súp đó trong vòng một tháng là có thể lấy lại được vị giác của mình. Vâng thưa các bạn khán giả, chúng ta tưởng chừng như Trung Quốc đã biến mất mãi mãi. Nhưng năm nay, anh ấy lại một lần nữa có mặt tại vòng chung kết để chiến đấu với vua đầu bếp Cu Thóc. Liệu rằng anh sẽ giành chiến thắng đây? Harry, không phải cô nói loại thuốc đó không có thuốc giải sao? Thì đúng là như vậy mà. Không biết hắn đã hồi phục được vị giác chưa? Không sao, yên tâm đi. Tôi đã mua chuộc người bê đồ ăn rồi. Một lát nữa, cậu ta sẽ bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của Trung Quốc. Lần này đảm bảo, Trung Quốc sẽ biến mất mãi mãi. Vâng thưa các bạn, đã hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ tới với đánh giá của ban giám khảo. Khoan đã, thưa các vị giám khảo, lúc nãy tôi thấy người bê đồ ăn bỏ cái gì đó vào đồ ăn của Trung Quốc. Bảo vệ, mau lục xét cho tôi. Dạ, đã tìm thấy thuốc sổ ạ. Hãy mau khai ra, ai đã mua chuộc anh? Dạ, đó chính là Cu Thóc ạ. Mọi chuyện đã rõ, Cu Thóc gian lận bị tước danh hiệu vua đầu bếp và bị cấm nấu ăn mãi mãi. Vua đầu bếp năm nay của chúng ta sẽ lại là Trung Quốc. Xin chúc mừng anh đã trở lại. Hoan hô! Trung Quốc. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau.